Hello, chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với OH Production. Lại là mình đây, Bảo Vinh. Và mình là Mai Vũ Luân. Chúc mừng năm mới mọi người. Thì hôm nay Vinh ở đây, Vinh muốn gửi lời chúc tới các bạn một năm Quý Mão, một năm an khang thịnh vượng, thật nhiều may mắn và thật nhiều niềm vui. Và điều đầu tiên thì trải qua năm 2022 thì Luân xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn khán giả ở OH Production. Tại vì trong một năm vừa qua thì chúng mình đã có rất nhiều kỷ niệm với nhau. Buồn có, vui có, hạnh phúc có, bất ngờ có, và tất cả mọi chuyện chúng ta đều trải qua cùng nhau. Và hy vọng thì trong năm 23 thì chúng mình sẽ có thật nhiều kỷ niệm cùng nhau nữa. Chúng ta đã cùng nhau chuyển giao giữa năm 2022 và sang năm 2023 thì Vinh cũng không còn lời chúc nào khác. Năm nào cũng chúc như vậy, nhưng mà cái đặc biệt mà Vinh vẫn muốn gửi tới cho các bạn đó chính là các bạn phải giữ gìn sức khỏe, miệng cười vui vẻ, tiền vào mạnh mẽ, cái gì cũng suôn sẻ, và để sống tiếp một cuộc đời đẹp đẽ của mình nha. Và mong rằng mọi người sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng cùng với cả bạn bè, người thân và gia đình. Chúc mọi người một năm Quý Mão thật nhiều bình an và hạnh phúc. Happy New Year.